con cảm ơn Chúa và cha và cộng đồng. Con có dẫn em con đi bệnh viện bình dân khám bệnh, thì bác sĩ nói là bị u đại tràng á, mà nghi là di căn hết rồi, cho nên là bác sĩ nói là bây giờ cho về thì 7 ngày chết, mà nếu mà mổ thì 50-50. Sức khỏe của em con thì nó kiệt sức rồi, cho nên là thiếu máu rồi, được có 50 thôi. Cho nên là gia đình con là quyết định là còn nước còn tát, cho nên là mổ cho em con. Mổ 2 ngày mới đưa ra phòng cấp cứu, thì con lên thăm thì thấy em con nó yếu lắm, thì có cái bác ở kế bên thì có mời cha vô để sức dầu. Cho nên là cha mới hỏi là có ai có đạo Công giáo không, rồi vợ của nó mới nói là thưa cha là chồng con có đạo Công giáo nhưng mà bỏ 20 năm rồi. Rồi cha mới hỏi bây giờ con có trở lại đạo không, rồi cha sức dầu cho. Cho nên là em có ông chú nó ở đó nữa, nói là em tôi mới mổ ra nó còn mệt lắm, chưa nói chuyện được, cho nên cha nói là cho 5 phút để suy nghĩ. Cái em con nằm ở trên giường bệnh mà suy nghĩ, xong rồi cha lại cho hỏi bây giờ con có đồng ý sức dầu không. Cha nói là em con mới nói là con đồng ý, xong rồi em con gật đầu, rồi cha mới sức dầu cho em con. Con mừng lắm, lên em con mừng lắm, con mới về nhà, con mới có đi lễ ở đây nhiều lắm. Cái con mới về con nhắn tin cho cha, xong rồi cha mới nói là 3 giờ với 5 giờ là cha đọc lòng thương xót cho. Cái tới ngày mai là em cách 2 ngày là em con là ngồi dậy đi được và ăn được cháo, xong rồi mới cho ra phòng ngoài nằm chứ không còn nằm phòng cấp cứu nữa. Cái đầu em con mới điện về cho con nói là chị ơi em khỏe được 70% rồi, mà em ăn được cháo rồi. Cái đầu cái con mới nhắn tin cho cha một lần nữa, cha cũng nhắn tin, cha nói là 5 giờ 3 giờ cha đọc lòng thương xót cho. Cái 7 ngày sau là em con cắt chỉ xong, bác sĩ cho về cho nửa tháng lên tái khám. Tái khám bây giờ chẳng có bệnh gì nữa hết, hết bệnh rồi. Con lên cảm ơn Chúa và cha và cộng đồng đã cầu nguyện cho em con. Hôm nay em con đã hết bệnh ung thư rồi. Con tên là gì? Con tên Vi Phúc Thiện. Vi Văn Thiện. Viên Văn Định. Vi Văn Thiện. Vi Văn Thiện bao nhiêu tuổi? 53 tuổi. 53. 53 tuổi. Con bỏ đạo rồi là bao nhiêu năm? Đạo theo á cha. Bỏ 20 năm rồi. 20 năm. Rồi, con tên là gì? Dạ con tên là Maria Trần Minh Hòa. Dạ con năm nay 43 tuổi. Con cũng nhiều bệnh lắm cha. Rồi bây giờ đây là người ai? Chồng con trở về đạo. Con cũng có ơn Chúa nhiều, xin cha. Vậy anh nghe bỏ đạo bao nhiêu năm? Dạ 20 năm rồi cha. Bây giờ anh quay lại đạo, anh đi nhà thờ. Con cũng cảm ơn cha với cộng đồng. Cha cầu nguyện cho con hết bệnh. Làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng ngày hôm nay, chúng con đến đây để làm chứng cho Chúa? Dạ, chị con làm chứng cho Chúa, tay con nhức 43 năm rồi cha. Mà nhức suốt ngày suốt đêm, cha cầu nguyện cho con, chứ con bị ung thư vú nữa. Rồi, làm sao ai giới thiệu con đến đây để hôm nay vợ chồng? Chị con, chị ruột con, chị đi nhiều lần rồi cha. Dạ con mới đi lần này lần đầu tiên. Dạ, thưa anh chị em, chúng thấy trước mặt chúng ta một cặp vợ chồng, cả hai người đều mắc cái căn bệnh nan y, mà căn bệnh của anh ấy là căn bệnh nặng hơn, là 20 năm bỏ Chúa. Và chúng ta thấy bác sĩ bảo là 7 ngày thì chết, hôm nay là bao nhiêu ngày rồi? Dạ hơn 1 tháng rồi cha. Có chết không? Cho nên là bác sĩ đừng bao giờ nói như thánh sống. Chúa, chỉ có Chúa biết là ngày nào, giờ nào con người ta chết. Còn đừng có ai mà dám quả quyết là sống 3 tháng, 6 tháng, 1 năm với lại 7 ngày nữa. Bác sĩ nào nói như vậy là bác sĩ hơi đi quá giới hạn của mình rồi. Mình chỉ biết mổ ra thấy bác sĩ kêu 3-4 ngày sau rồi hỏi bác sĩ em có cái sốt ly bì. Bác sĩ nói là vô phương cứu sữa rồi, bây giờ nó bị di căn rồi, chỉ không ấy được. Đó, đó cho nên là bác sĩ chỉ trong cái giới hạn của con người thôi. Đừng bao giờ mình đi quá cái giới hạn đó. Cái giờ, ngày, giờ chết
và chết như thế nào là hoàn toàn quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Không ai có thể cướp cái quyền đó được, không ai có thể thay cái quyền đó được. Sám hối lại đi, đừng bao giờ mà lấy cái quyền của Thiên Chúa làm quyền của mình mà phán người này mấy ngày chết, mấy ngày khi chết. Người ta đáng lẽ người ta còn sống cả tháng nữa, tự nhiên phán người ta tuần nữa chết, nó buồn quá, nó chết sớm hơn. Có, nó mất tinh thần, nó hết cái nghị lực chiến đấu rồi, nó còn nặng rồi, thấy không, nó tuyệt vọng rồi. Cho nên bác sĩ là phải giúp cho người ta lấy lại niềm hy vọng, giúp cho người ta tìm lại được bình an, tìm được niềm vui. Cho nên thưa chị em, chỉ có lòng thương xót của Chúa mà thôi mới giúp cho con người cải tử hoàn sinh. Không phải chỉ là bệnh thân xác, nhưng mà quan trọng là bệnh phần linh hồn 20 năm quay trở về, 20 năm bỏ Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, nghe tiếp đi và để vững lòng tin vào Chúa nha. Đây là cuốn sách con đường tín thác với CD kèm theo, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót cho con. Xin Chúa chúc lành cho ba chị em chúng con được luôn luôn vững tin vào Chúa, đừng bỏ Chúa nữa nha. Rồi, hallelujah. Rồi, mời ông.